Lấy chỗ lại nha. Lấy chỗ lại. Lấy luôn. Lấy lại con Trang nha. Lấy nha. Lấy nha. Lấy luôn trái này luôn. Lấy luôn. Lấy lại nè. Đói rồi. À, lấy đi. Tham nè. Tờ Thiên ăn đào. Cái này Tờ Thiên ăn ổi. Ăn khí thế nè. Biết gì này gì không? Ê khỉ, biết này gì không? Ui. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bụi vô một để cho mỹ phẩm hai bạn mẫu. Bây giờ mình sẽ mặc đồ và bây giờ 2 giờ chiều chạy 50 km xuống dưới tới bụi vô một. Bây giờ mình đã mặc đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ đóng cửa đi thôi. Cũng đẹp mà. Thử ấy, thử. Cứ thử rồi chụp là biết. Nhưng mình đứng đây cũng không quan. Đây là bạn mẫu. Đây là cô chủ của mớ này. Đây là camera. Em nó bọc. Còn đây là mình. À, tụi mình vừa mới chụp xong ở cái phòng này. Công việc của mình kết thúc rồi, bây giờ tới lượt quay phim một đoạn intro quảng cáo. À, các bạn kia sẽ quay phim, à, mình chỉ ngồi chơi thôi. Tháng này là 9 hả chị? Ồ, 2019. Bạn mới 2019 đó, nó hàm lượng các dưỡng chất là nó gấp đôi so với cái loại sữa tắm cũ luôn. Sữa tắm bình thường nó cũng là sữa tắm này luôn. Mới và hàm lượng nó gấp rồi, bây giờ gấp đôi thì còn sẽ gấp hơn. Nếu nó được một cái này sao tay thì nó rất tự nhiên, rất là mềm mịn luôn rồi mọi người. Và chị mình xoa đi ha, mình xoa xa, mình cứ như massage bình thường á đó. Bây giờ em không cần nhớ, em đừng có nhớ. Nó hết rồi, nó hết rồi. Không,
cái kịch bản mà chị đưa cho em á, là em không nhất thiết là em phải nói đúng hoàn toàn như vậy. Có thể bây giờ em nếu thiếu một hai chữ không sao đâu, nhưng mà em cứ cười tươi và nói, chứ đừng có liên tục liên lạc với mọi kiểu mình đang nhớ lại thử, chứ không nhất thiết là phải nói hết tất cả những cái từ đó. Em thiếu vài từ không sao chứ, nhưng mà ngược lại thì em tự bịa ra nó lại nghe nó thoải mái hơn. Bây giờ cái nội dung này chỉ riêng cho em để đọc thôi, em biết gì em nắm được những gì ở trong nội dung đó, và em tự nghĩ ra em có thể biến chế được sau đó. Đừng có bị nhớ quá ha, mắt em hơi cứ và nếu mà được á thì mình bớt xíu được. Chào tất cả mọi người, hôm nay thì Uyên rất vui khi mà được chia sẻ với tất cả các bạn một cách mà để mình chăm sóc da. Mọi người hay hỏi Uyên là sao da Uyên trắng nè, da Uyên mịn, da Uyên hồng hào dữ à. Hôm nay Uyên sẽ mách bí quyết cho mọi người nha. Thường thì Uyên sử dụng hai sản phẩm mà sử dụng trọn bộ luôn. Đó là sản phẩm thứ nhất là sản phẩm sữa tắm được chiết xuất từ ngọc trai nè, và có công nghệ nano nè, rất là hiện đại luôn. Chụp điện thoại chứ, Uyên nhanh rồi, về chụp tới đâu. Anh đi. Đó. Sao? Chú phải chụp ba con mặt xinh lên nhỏ này, chú phải tàn cái dao. Xin lỗi, mà chú lên trên chút xíu, chú bị cái ao mập này ông cản hết trơn rồi. Xin qua chính giữa đi. Giờ lấy luôn cái đen cái đèn sáng thôi nha. Sao được chưa? Có photo rồi. Rồi, xin tắm nữa. Ủa, sao không kịp chút? Xong rồi, bây giờ mọi người sẽ thu xếp đi về. Giờ 10 giờ rồi. Chào mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Ok, bye bye. Hello. Coi cái mỏ nè. Hậu quả của việc cắn con này. Hậu quả của việc cắn con này. Cắn con này về cái mỏ kìa, chảy. Đó, cái mỏ hay gớm không? Cắn xong vậy không biết cái mỏ làm sao vậy, chảy nước miếng tùm lum. Trời ơi, mày chết.